Tưởng như trận bán kết cúp quốc gia giữa Viettel và Bình Định sẽ phải kéo vào loạt đá luân lưu thì Đức Chiến đã xuất sắc tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+2. Không phải tiền đạo hay bất kỳ ngoại binh nào, tiền vệ trung tâm Đức Chiến mới chính là cái tên ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ Viettel ở mùa giải năm nay. Trước trận bán kết cúp quốc gia vào tối nay 16 tháng 8, Đức Chiến đã có được 7 thắng. Và đến trận đấu với Bình Định, cầu thủ sinh năm 1998 lại một lần nữa khiến tất cả phải nhớ tên mình. Phút 90+2, từ quả tạt điểm rơi chuẩn xác bên cánh trái, Đức Chiến bật nhảy đánh đầu lái bóng vào góc cao khung thành khiến cho nỗ lực bay người cản phá của thủ môn Văn Lâm trở thành vô nghĩa. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh bật lên trong vui sướng. Thêm một lần nữa ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Viettel có được thắng lợi ở những phút cuối trận nhờ tình huống bóng bổng. Trên thực tế, đây là trận đấu không dễ dàng cho câu lạc bộ Viettel. Đội khách Bình Định cho thấy mình là một đối thủ khó chịu khi khiến cho những phương án tấn công của Viettel gặp nhiều bế tắc. Phút 20, Văn Thành suýt chút nữa mở tỷ số cho Bình Định khi cú đánh đầu của cầu thủ này đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Câu lạc bộ Viettel có đòn đáp trả sau đó 2 phút nhưng cú dứt điểm kỹ thuật của tiền đạo Esom lại đưa bóng trúng sàn ngang. Đến phút 25, cột dọc khung thành Bình Định lại rung lên sau cú sút xa của Mạnh Cường. Thế trận cân bằng được hai bên duy trì trong những phút tiếp theo. Câu lạc bộ Viettel có phần nhỉnh hơn trong việc kiểm soát bóng nhưng sự chắc chắn của Văn Lâm và đồng đội đã khiến những cơ hội của đội chủ nhà trôi qua. Tuy nhiên đúng vào thời điểm tưởng như trận đấu sẽ phải phân định thắng thua ở loạt đá luân lưu thì Đức Chiến đã tỏa sáng khi bàn thắng duy nhất giúp Viettel giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh giành vé vào chơi trận chung kết cúp quốc gia. Đối thủ của Viettel sẽ là câu lạc bộ Thanh Hóa FC. Đội đã đánh bại PVF Công an Nhân dân với tỷ số 4-1 trong trận đấu diễn ra cùng giờ. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 tới trên sân Thanh Hóa.